từng làm việc đó họ có phát hành thì các bạn cứ mạnh dạn nói là em đã có bằng sâu cảm công ty chuyên đào tạo về kế toán, em có thể học bất kể lúc nào cũng được. Các bạn biết vì sao mà các bạn xin việc có thể đi tìm việc rất dễ không? Vì mình luôn nói với các bạn như thế này, anh chị hãy tạo cho em một cơ tạo điều kiện để em thử việc một tuần, để em chứng minh khả năng làm việc của em. Nên mình bảo bạn có tự tin thì mình giới thiệu, còn bạn không tự tin thì mình cũng không giới thiệu. Đấy ạ, bạn để bạn chứng minh được cái khả năng làm việc của bạn trong một tuần không? Các bạn yên tâm, những ít công ty nào mà thử việc các bạn không trả lương đó. Và bạn cứ sẵn sàng rằng em thử việc một tuần không lương. Nếu sau đó anh chị thấy phù hợp, công ty thấy phù hợp thì công ty chấp nhận em. Mà lúc đấy có khi em không thấy phù hợp thì em lại tạm biệt công ty. Ở chuyện đấy hoàn toàn có thể xảy ra mà, đúng không ạ? Thế thì bạn phải đầu tiên bạn phải chuẩn bị cho mình cái khả năng làm việc đã. Thế sau đó khi bạn đi thi tuyển thì bạn biết rằng